Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Thời gian qua, nhiều tài khoản đăng video trên mạng xã hội về hiện tượng lửa ăn đất tại Gia Lai. Nội dung các video nói về một vùng đất có lửa tự bốc cháy, bốc khói âm ỉ tại cánh đồng làng Phăm Cleo Ngon, xa Ba Mai, huyện Chư Sê. Từ đó xuất hiện nhiều đồn thổi sai sự thật về núi lửa hoạt động, ngay tận thế ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Một số người dân hiếu kỳ, youtuber đến quay clip và bình luận gây hoang mang, lo lắng cho người dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước sự việc trên, một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Ba Mai, huyện Trư Sê cho biết, việc mặt ruộng tự nhiên bốc khói chỉ là do người dân đốt dơm dạ nên lửa cháy còn sót lại. Qua tìm hiểu, khu vực cánh đồng trên trồng lúa một vụ. Mới đây, bà con đốt cỏ, rơm dạ để chuẩn bị làm đất cho vụ mùa mưa sắp tới. Có thể lửa con sót đã cháy các tàn dư dơm dạ dưới mặt đất nên xảy ra hiện tượng cháy, bốc khói như trên mạng xã hội đồn thổi. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Sa Ba Mai, thời tiết khô kết hợp với việc bà con đốt cỏ dọn đồng nên mới dẫn đến việc bốc cháy âm ỉ như vậy. Hiện tượng này không phải là hiện tượng siêu nhiên, thân bí gì như các youtuber đồn thổi để câu view, câu like. Hiện cơ quan công an đã mời một số người đăng clip sai sự thật lên làm việc. Được biết, khu vực này có phong tầng, phong hóa theo thời gian, nên trong lớp đất ở cánh đồng có than bùn. Đây là loại tạp chất có chứa nhiều chất phốt pho nên dễ gây cháy. Trước đó, nhiều người đăng thông tin mặt ruộng tự nhiên bốc khói, ngọn lửa bốc cháy trong lòng đất xảy ra tại một cánh đồng lúa ở huyện Chư Sê lên mạng xã hội mà chưa kiểm chứng.